Chào mọi người, hôm nay mình chia sẻ đến mọi người một món ăn đó là nghêu xào lá quế. Ở đây mình có là 1 kg nghêu sữa. Mình đã rửa và đã ngâm ra cát hết rồi. Mình ngâm khoảng 1 tiếng. Còn bên đây là lá quế, mình có khoảng 100g lá quế mình đã rửa sạch rồi. Còn bên đây ớt thì mình đã bầm thành là sợi, mình bỏ hột còn bầm thành từ sợi. Còn bên đây là gừng cũng bằm sợi, tỏi cũng đã bằm nhuyễn. Gia vị gồm có như là tương ớt nè, nước tương, dầu hào, đường, bột ngọt, hạt nêm. Và đây mình có là 1 muỗng bột năng. Nghêu này thì mình mua về mình đã ngâm với nước đá và nó đã nhả cát ra hết rồi, mình cũng đã rửa sạch hết. Nghêu này mình ngâm càng lạnh thì nó càng nhanh nhả cát ra luôn. Bây giờ mình bắt đầu mình xào nghêu. Bây giờ thì mình bắt chảo lên để mình xào nghêu. Mình để cho chảo nóng, mình bỏ dầu ăn vô. Bây giờ chảo mình đã nóng thì mình bỏ một chút dầu ăn vô. Đợi dầu ăn nóng thì mình bỏ tỏi với đường đập sợi vô. Bây giờ mình đã bỏ tỏi với gừng bằm sợi vô rồi. Mình xào qua xào lại cho tỏi nó thơm á. Khi nào mà tỏi với gừng nó đã vừa thơm tới á thì mình bỏ nghêu vô mình xào cho săn lên. Bây giờ tỏi đã thơm thì mình bỏ. Được thì mình có thể là mình không bỏ tương ớt nha.
một ký nghêu thì mình cho là khoảng 2 muỗng đường, một muỗng hạt nêm, và mình cho vô đây là nửa muỗng bột ngọt. Trộn đều lên. Thơm quá à. Món ăn này rất là bổ dưỡng nha, rất là tốt cho sức khỏe luôn. Giờ nghêu mình đã hở miệng ra hết và đã chín rồi, mình bỏ ít lát ớt lên nhìn cho nó hấp dẫn một tí, rồi mình tắt bếp. Mình đã nêm vừa ăn rồi nha, thơm quá. Bây giờ thì mình tắt bếp, mình bước ra dĩa nha. Xào lá quế của mình đã xong, các bạn thấy có hấp dẫn không? Nghêu này mình có thể mình ăn kèm với muối tiêu, rất là ngon luôn. Thơm quá à. Các bạn xem video của mình nhớ đăng ký và chia sẻ cho mình nha. Quá thơm luôn. Nghêu này mình ăn với muối tiêu chanh thì quá ngon luôn. Xem video nếu thấy hay thì nhớ đăng ký cho mình nha. Video của mình đã kết thúc. Chào mọi người nha.